Thưa quý vị và các bạn, thông qua đường dây nóng 0901812999, kênh VTC9 đã nhận được những phản ánh của người dân sinh sống quanh khu vực Hồ Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội về tình trạng đó là nhiều người dân tự ý quây rào trồng các loại cây hoa màu, kinh doanh buôn bán, gây bức xúc cho mọi người. Theo phản ánh, vào năm 2014, Hồ Điều Hòa Trung Văn đã trải qua quá trình cải tạo, nạo vét, dây kè, trồng cây xanh, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, làm đường đi dạo và xây dựng hệ thống cống với hy vọng phục vụ người dân địa phương. Tuy nhiên, thời gian gần đây, trong khuôn viên của hồ lại xuất hiện tình trạng nhiều người tự ý lấn chiếm phần diện tích trồng cây xanh của hồ để trồng các loại cây hoa màu phục vụ riêng cho gia đình. Tại đây, phần diện tích trồng cây xanh tạo cảnh quan đã bị phân lô, chia thành những ô rào riêng, bên trong là những thùng xốp trồng các loại cây hoa màu. Không những vậy, tại nhiều ô còn xuất hiện biển cấm hái trộm do các gia đình lấn chiếm tự ý đặt, từ đó gây ra tình trạng mất mỹ quan. Người dân đề nghị Ủy ban nhân dân phường Trung Văn có biện pháp ngăn chặn triệt để tình trạng này.